Bạn nào sai, cô mời bạn đấy đứng lên, ngồi ghế. Ok. Chúng ta có 15 giây để suy nghĩ. Hết 15 giây, giám thị bảo dơ đáp án, con mới được dơ. Câu tiếp theo. The lowest possible amount or level, nothing at all. A. Zero. B. 18. C. 9. Bình tĩnh các bạn, bình tĩnh. Câu tiếp theo đi. What animal is it? A. Pig. B. Elephant. C. Zebra. D. Sheep. 15 giây bắt đầu. Chúng ta phải chắc chắn đáp án chứ không phải là tưởng nhá.
Rồi, cô mời bạn bỏ đáp án xuống. Ngồi nghiêm túc nào. Cô nhắc Timmy một lần nữa thôi là con sẽ kiện loại. Về thái độ không nghiêm túc nhá. Câu tiếp theo. Which one is the odd one out? A. Ostrich. B. Mango. C. Rabbit. Or D. Zebra. 15 giây, bắt đầu. Giờ đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là B, Mango. Giờ đáp án, giờ đáp án. Giờ vẫn giờ. Đếm xem trên sàn thi đấu của chúng ta còn bao nhiêu bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vẫn còn. Chúng ta tiếp tục đến câu tiếp theo. Vòng 2. Okay, let's go.
What animal is this? A. Apple. B. Baby. C. Answer. D. Ant. 15 giây, bắt đầu. Kevin, nhìn lên, không nhìn sang bạn. Con có đáp án rồi. Không quan tâm, không quan tâm. Không quan tâm, không quan tâm. Kể cả có đáp án, nhìn sang bạn thì gọi nhau. Rồi đáp án. Đáp án đúng là D, ant. Hai bạn, 1, 2, 3 bạn. Đáp án A là chưa chính xác con ạ. Cô không hiểu, hiểu là bị loại rồi nhưng mà không hiểu đốt hai câu cho con. Alex, Alex ơi, các bạn ơi, cô cho các bạn là bỏ đáp án xuống chưa? Cô chưa có hiệu lệnh bỏ đáp án xuống, vẫn tiếp tục rơi cho cô. Cô để ý là Alex hay bỏ đáp án xuống luôn nhá. Ok. Tôi bây giờ cô mời các bạn bỏ đáp án xuống. Không. Rồi, một câu tiếp.